Công an huyện Chợ Mới sáng nay cho biết vào khoảng 15 giờ ngày 3 tháng 3 tại xã Hòa Bình đã xảy ra một vụ giết người, hung thủ là em ruột của nạn nhân. Vào thời gian trên, ông Nguyễn Văn Chừa, sinh năm 1961, cư trú ấp An Bình, xã Hòa Bình, đang kéo dây nước để tưới cây kiểm phía sau nhà. Thì em ruột là Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1971, từ trong nhà bếp cầm theo con dao xông tới chỗ ông Chừa, đâm nhiều nhát vào người, làm ông tử vong ngay tại chỗ. Ngay sau khi gây án, đối tượng Tùng cầm dao đi rửa và vào nhà cố thủ. Sau khi nhận được tin báo, công an địa phương và người dân đã vận động đối tượng Tùng mở cửa, tổ chức bảo vệ hiện trường và lập biên bản hồ sơ vụ việc. Qua làm việc ban đầu, đối tượng Tùng có dấu hiệu trầm cảm nhiều năm liền. Gia đình cũng đã từng đưa đối tượng này đi trị bệnh tâm thần. Gần đây, cả hai anh em không phát sinh mâu thuẫn. Vụ việc được chuyển cho công an tỉnh An Giang thụ lý theo thẩm quyền.